chắc luôn. Hôm nay mình ăn cái quán này lạ lắm nha các bạn. Quán giống như hồi xưa luôn nha các bạn. Hồi xưa là đốt đèn cốc ăn không nha các bạn, đốt đèn cày đèn cốc. Đây. Cái bàn này bàn hồi xưa luôn nè, bàn của mình chọn nè. Thấy không? Đó, năm 2024 mà còn đốt đèn cốc ăn nữa các bạn, thấy không? Ký ức ùa về nha các bạn. Chỉ có miền Tây mới có cảnh này nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Không gian nè. Cái thời này y như là chưa có điện đường luôn nha các bạn. Quá hài niệm luôn nha các bạn. Đây, tất cả là chưa có điện nha các bạn, xài đèn cốc đèn dầu nha các bạn. Gian hàng tuổi thơ. Tivi nè, tivi này xưa là bắt phim Tây Du Ký nè. Những bông hoa nhỏ nè nha các bạn. Khách sảy luôn. Tivi 14 inch hồi xưa. Tuổi thơ ùa về nha các bạn. Tất cả những cái bánh, những cái này là tuổi thơ mình ăn nhiều lắm nha các bạn. Đây, kẹo kim yến nha các bạn. Kẹo kim yến thành thánh nha các bạn. Tuổi thơ một thời nha các bạn. Đó, thấy không? Giờ là hiện đại là không có đèn đường nha các bạn. Ăn là đèn gốc giống như tuổi thơ hồi xưa nha các bạn. Ký ức ùa về. Đây, trở lại cái bàn của mình nha các bạn. Đốt thêm hai đèn cày đi cho sáng. Chuẩn bị ra món nha các bạn, trang bị đèn cày tối đa nha các bạn, đủ ánh sáng. Ừ. Ê, hồi xưa chưa có điện luôn các bạn, quá thì đông luôn. Quán này là 1968 nha các bạn.